Chào mừng bạn đến với chuyên mục đọc sách cùng thư viện. Hôm nay, thư viện tiếp tục gửi đến chúng ta cuốn sách Bản đồ thành công dành cho bạn, bí mật thành công trên không gian số của thạc sĩ Nguyễn Công Thái. Buổi trước, chúng ta đã nghe tiếp theo chương 1 của cuốn sách và tiếp theo chương 1 còn có nội dung gì? Chúng ta hôm nay sẽ cùng đọc nhé. Sứ mệnh của doanh nhân trong hành trình khởi nghiệp kinh doanh là gì? Thông thường, khi nhắc tới doanh nhân, người ta thường nghĩ ngay lập tức rằng đó là người làm nghề kiếm tiền bằng công việc sản xuất, mua bán. Nói tóm lại, đó là người kiếm tiền, thậm chí là giỏi kiếm tiền. Định kiến này bao phủ luôn cả doanh nghiệp của doanh nhân đó. Nghĩa là doanh nghiệp chỉ được coi như một chỗ máy kiếm tiền. Điều đáng buồn là định kiến vừa kể trên đã che khuất toàn bộ sứ mệnh vốn phải có của một doanh nhân, của một doanh nghiệp, bất kể tuyên bố sứ mệnh của doanh nhân hay doanh nghiệp đó viết gì. Hiện nay, tôi thấy các doanh nghiệp thường viết ra sứ mệnh rất sách vở, mục đích là để cho hoành tráng, để tự hào mà đi khoe. Tôi cũng để ý nhiều công ty cũng lĩnh vực ý tưởng gần giống lên sao chép y hệt. Họ viết chỉ để có cái đưa lên web trình bày với nhà đầu tư và bằng chẳng bao giờ thực hiện. Mục tiêu mà họ quyết lao vào thật ra chỉ là lợi nhuận. Tôi muốn chúng ta cùng nhau tìm kiếm lời đáp cho câu hỏi mục đích kinh doanh là gì? Là tiền hay còn gì nữa? Tất cả những người kinh doanh đều hiểu rằng đã kinh doanh thì phải tạo ra lợi nhuận cho cổ đông để doanh nghiệp mình tiếp tục phát triển, giống như con người không thể sống mà không cần ăn. Tuy vậy, không phải tất cả ai cũng hiểu rằng lợi nhuận không phải là mục đích cuối cùng của kinh doanh. Lợi nhuận chỉ nên là phương tiện để nhắm tới mục đích cuối cùng là thực hiện sứ mệnh của doanh nghiệp. Nhà kinh doanh tài ba người Nhật Bản Inamoki Kazuo từng nói về doanh nhân thành đạt như sau: thành công của kế hoạch nằm ở sự đồng tâm nhất trí, quật cường bất khuất, quyết tâm vì một mục tiêu duy nhất, suy nghĩ cho người khác, tấm lòng cao cả, tâm hồn quật cường, tất cả hòa là một. Nếu để ý, bạn sẽ nhận ra ngay từ tư tưởng của Kazuo về doanh nhân không có chữ nào nói về tiền bạc và lợi nhuận. Theo ý ngài Kazuo, doanh nhân thực thụ không phải là hổ sổ chuồng để giành giật tối đa lợi nhuận bằng mọi giá. Con đường đó chỉ đạt được những kết quả tầm thường, thậm chí còn làm cho xã hội xuống cấp, suy đồi. Ngài Kazuo nhắc tới công việc của doanh nhân là phụng sự xã hội, là suy nghĩ cho người khác bằng tấm lòng cao cả, tâm hồn quật cường. Vì vậy, theo tôi, doanh nghiệp phải đi ngược tháp nhu cầu Maslow, tức lấy cống hiến làm động cơ mục đích kinh doanh. Tôi sẽ chia sẻ ở phần sau của cuốn sách này. Sứ mệnh của doanh nhân khởi nghiệp là phục vụ cuộc đời, giúp đời sống con người ngày càng tốt đẹp hơn thông qua doanh nghiệp của mình. Phục vụ là nhân, lợi nhuận và danh tiếng là quả. Nếu bạn tập trung vào nhân thì quả tự đến, không cần phải mong, phải cầu. Khi sống đúng với sứ mệnh của mình thì doanh nghiệp bạn đang đi trên con đường phát triển và bền vững. Nhân quả không chỉ là quy luật Phật giáo mà là quy luật vũ trụ. Bạn thuận theo các quy luật lớn của vũ trụ sẽ được vũ trụ trợ lực, có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Việc nhận ra hay xác định sứ mệnh của bản thân, cá nhân, doanh nghiệp là bước ngoặt cuộc đời, là ngày sinh nhật lần thứ hai của cá nhân, doanh nhân đó, nói theo cách của Richard Lider. Vì sao? Đơn giản là vì khi nhận sứ mệnh phụng sự xã hội của mình, doanh nghiệp đó sẽ đi tiên phong trong việc tạo ra sự thay đổi, mang tính cách mạng, nâng cao ý thức của xã hội,
giải quyết những thách thức lớn của xã hội. Doanh nghiệp càng lớn, tác động của nó càng mạnh, trách nhiệm phải càng cao. Một doanh nghiệp lớn thì phải nhận lấy về mình sứ mệnh quốc gia, thay đổi đất nước mình, sau đó là thay đổi cả nhân loại. Mọi sự không còn như cũ nữa, một khi bạn phát hiện ra mục đích thực sự của bạn, doanh nghiệp cũng không còn như cũ nữa, một khi nó phát hiện ra sứ mệnh của mình, phát hiện ra mục đích thực sự của doanh nghiệp phía sau lợi nhuận. Khi đó, các doanh nghiệp sẽ nhận về những thách thức lớn hơn, giải những bài toán khó của cộng đồng, đất nước và từ đó đi ra thế giới. Tại sao việc rõ ràng sứ mệnh lại quan trọng với mỗi người và doanh nghiệp? Nếu trả lời câu hỏi này, chúng ta sẽ đảo ngược lại nó thành ra câu hỏi: nếu không có mục đích sống cá nhân hay doanh nghiệp sẽ ra sao? Với mỗi người, nếu không có mục đích sống sẽ như thế nào? Thứ nhất, bạn sẽ hoang mang vô định. Nếu không nhận thức rõ sứ mệnh của mình, bạn sẽ thiếu mục đích và động lực sống. Một khi đã không có mục đích sống, bạn sẽ không có lý do để phát triển bản thân. Bạn sẽ buông bỏ, buông trôi phó mặc cho đời. Nếu bạn không phát triển, bạn đang chết dần, chết mòn. Bạn cảm thấy đau đớn, sợ hãi và lo lắng. Sau đó, rồi bạn đâm ra ghen tị khi nhìn xung quanh và thấy những người khác có những gì mà chúng ta không có. Đáng buồn là vẫn không còn ít những người không biết mục đích sống của mình là gì. Tôi thấy tiếc thay cho họ, bởi vì họ đang lãng phí từng giây, từng phút quý giá trong đời họ. Họ sống trong trạng thái ngủ đông. Thứ hai, bạn sống không có mục đích là buông xuôi mặc kệ sự đời. Vì không có ước mơ, không có khát khao hy vọng gì lên, những người không nhận thức được sứ mệnh của mình thường sống phật vờ. Không muốn động não suy nghĩ, cũng không muốn động tay vào làm. Họ thuộc vào nhóm người luôn tìm ra 1001 lý do để bào chữa cho những thất bại hoặc lười nhác, thiếu kiên trì của mình. Còn ở đứa con tinh thần SE của tôi và đội ngũ đang không ngừng xây dựng nó với mục tiêu là kiến tạo lên một cộng đồng hạnh phúc, thịnh vượng, bình an. Chính nhờ nguồn động lực này, chúng tôi kiên trì đến cùng cho dù phải vượt qua bất cứ khó khăn nào. Thứ ba, bạn sẽ không sống một cuộc đời kém chất lượng. Khi chúng ta sống không có mục đích, chúng ta dễ rơi vào tình trạng bê tha và buông thả. Tôi đã thấy nhiều bạn trẻ thức dậy lúc 2 giờ chiều, sau đó dí mắt vào màn hình điện thoại, lướt Facebook, TikTok, ăn tối sau lửa đêm và đi ngủ lúc 4 giờ sáng. Những bạn trẻ này đại diện cho một lớp người thiếu ý thức về sứ mệnh, thiếu mục đích sống. Họ không biết mình học và làm việc để làm gì, cũng không rõ tương lai của mình ra sao, cần thay đổi, phát triển thế nào. Phần lớn thời gian của họ dành cho nhu cầu bản năng và hành động vô bổ, thậm chí là gây tổn hại cho sức khỏe, thể chất và tinh thần. Bệnh tim mạch, tiêu hóa, hô hấp, bệnh trầm cảm, rối loạn cảm xúc và nhiều bệnh lý về tinh thần khác. Cuối cùng, bạn sẽ bỏ lỡ nhiều điều tuyệt vời của cuộc sống. Cuộc đời con người giống như một cái cây, bắt đầu từ một hạt mầm nhỏ bé, nứt mắt thành một mầm cây nhỏ bé, lớn lên, đâm chồi lẻ lộc, trở nên cao lớn, tươi tốt, khai hoa, kết trái. Nhưng nếu không có sứ mệnh để theo đuổi, bạn sẽ không thể khai phóng được tiềm năng bên trong và bạn mãi mãi chỉ là một hạt mầm ngủ yên cho tới lúc mục rữa. Nếu may mắn hơn thì thành một cái cây còi cọc. Có tiềm năng mà không được khai thác cũng giống như bạn chết đói trên một mỏ vàng, điều đó thật lãng phí. Khi bạn có sứ mệnh, mục đích sống rõ ràng, cuộc sống của bạn sẽ thăng hoa. Từng ngày bạn sống đều tràn ngập cảm hứng, khi đó thân tâm bạn được an lạc, tài năng thăng hoa, khai thông được mọi tiềm năng, sống đời ngoại hạng. Sứ mệnh quan trọng như thế nào với một doanh nghiệp?
cũng như cuộc đời. Không có sứ mệnh, mục đích, một doanh nghiệp, doanh nhân kinh doanh mà không nhận thức được sứ mệnh của mình thì sự nghiệp kinh doanh không thể phát triển bền vững. Dù đạt kết quả về tiền bạc nhưng bạn sẽ không hài lòng, thỏa mãn và hạnh phúc. Ngoài ra, việc không có sứ mệnh rõ ràng và đúng đắn trong kinh doanh có thể dẫn doanh nhân và doanh nghiệp tới những vết xe đổ như bất chấp mọi thủy đạo nhằm chạy đua doanh số, lợi nhuận và phủi bỏ các giá trị đạo đức, lừa gạt người tiêu dùng, bóc lột người lao động, tối đa lợi nhuận bằng cách đầu cơ, cắt cổ người tiêu dùng, hối lộ quan chức chính quyền. Thói ích kỷ, chà đạp quyền lợi của xã hội, của tập thể, của cá nhân người khác vì quyền lợi của mình, đánh đổi tất cả vì cái lợi trước mắt, dễ bị cám dỗ. Một ví dụ thường thấy là việc các nhà máy nhiệt điện khai thác quặng luôn tìm mọi cách mở đường xuyên qua khu dân cư để chở than và xỉ than quặng ra ngoài nhà máy, gây ô nhiễm bụi, tiếng ồn, tai nạn giao thông. Họ không để ý tới quyền lợi của cộng đồng và chỉ lo cho lợi ích của họ. Họ cũng không quan tâm đến nếu họ đem lại lợi ích cho cộng đồng, cho dân quanh nhà máy thì họ sẽ nhận được sự ủng hộ của dân. Cuối cùng, doanh nghiệp không có sứ mệnh rõ ràng thì nhân viên của họ cũng mắc những căn bệnh chung là làm việc hời hợt, thiếu đồng cảm, thiếu đồng tâm nhất trí và sự phối hợp. Doanh nghiệp gặp khó khăn khi đưa ra quyết định, hoạch định chiến lược, cộng thêm dễ gặp khủng hoảng và dễ sụp đổ khi có thách thức. Mặt khác, các nguồn lực của doanh nghiệp bị phân tán, lãng phí cũng vì không có sứ mệnh phụng sự xã hội thiêng liêng, nên chủ doanh nghiệp và nhân viên chỉ liên kết với nhau bằng quan hệ tiền lương, thiếu đi tình yêu, đam mê và hạnh phúc. Nên doanh nghiệp không tạo được ấn tượng với khách hàng, kết quả là mức độ trung thành của họ dành cho doanh nghiệp ở mức không cao. Khi sứ mệnh, mục đích kinh doanh rõ ràng, doanh nghiệp mới có thể tạo lên ý nghĩa thực sự với phát triển kinh tế và xã hội. Làm thế nào để tìm thấy sứ mệnh của bạn trong khởi nghiệp kinh doanh? Tìm ra sứ mệnh là một cuộc hành trình tự thân, không ai có thể làm thay cho bạn. Theo hiểu biết của tôi, cho đến hiện tại, không chuyên gia hay bậc thầy nào trên thế giới có thể phán sứ mệnh của một ai đó là gì. Chỉ có mỗi người tự bước đi trên hành trình của mình, tự tìm kiếm, tự soi chiếu để cảm nhận được sứ mệnh đích thực của mình. Trước khi xác định sứ mệnh của doanh nghiệp, bạn cần xác định sứ mệnh của chính mình với tư cách là một doanh nhân khởi nghiệp, linh hồn, người định hướng, dẫn đường, lèo lái con thuyền doanh nghiệp. Sứ mệnh của bạn với tư cách là doanh nhân khởi nghiệp và sứ mệnh của doanh nghiệp do bạn thành lập không thể mâu thuẫn với nhau. Bạn không thể đòi hỏi doanh nghiệp của bạn đặt mục đích phục vụ xã hội, phục vụ cộng đồng, trong khi sứ mệnh của cá nhân bạn nhắm tới thủ lợi cá nhân. Nếu các doanh nghiệp đó có ra đời thì chắc chắn sẽ thất bại. Bạn phải xác định sứ mệnh của mình trước khi xác định sứ mệnh của doanh nghiệp, vì doanh nghiệp dù là của bạn nhưng nó là một tập thể gồm nhiều người, sứ mệnh của nó phải đạt được sự đồng thuận của nhiều người khác. Do đó, sứ mệnh của bạn sẽ là một chỉ dẫn quan trọng ban đầu, là nền tảng, là kim chỉ nam để tìm ra, nhận thức được sứ mệnh của doanh nghiệp. Hành trình tìm sứ mệnh của bạn. Đầu tiên, hãy lắng nghe bên trong bạn nói gì. Điều đầu tiên bạn cần khắc ghi vào tâm mình là không bao giờ bạn có thể tìm ra sứ mệnh của mình từ bên ngoài, mà phải đi sâu vào bên trong bản thân. Dưới đây, tôi sẽ cho bạn vài chỉ dẫn thực hành, bạn làm theo những hướng dẫn đó và có thể phải trả lời một số câu hỏi. Bài tập 1, thiền định và suy nghĩ. Để tìm sứ mệnh, bạn cần có một tâm trí sáng suốt, trạng thái tốt, nhất là khi bạn thực sự tĩnh lặng và tỉnh táo. Nếu còn phải lo chuyện hàng ngày,
bất an, tiêu cực thì bạn không thể nghe được tiếng nói bên trong. Bạn dễ bị cảm xúc bên trong và môi trường bên ngoài tác động. Một trong những phương pháp tốt cho bạn chính là việc suy ngẫm và thiền định. Bạn có thể gửi lời cầu nguyện tới vũ trụ, với Chúa, với Phật hay bất cứ đấng nào bạn tin cậy để có thể cảm được sứ mệnh của mình. Bạn có thể trò chuyện với con người sáng suốt bên trong để dần tìm ra sứ mệnh của mình. Bài tập 2, trả lời các câu hỏi coaching về sứ mệnh. Sau khi thiền định, bạn hãy dành 10 phút tĩnh lặng để làm bài tập này. Những câu hỏi coaching này là để bạn nhìn nhận lại đời mình và sứ mệnh, tìm ra sứ mệnh. Khi tôi thật sự cảm thấy mình có được niềm vui sống là khi nào? Tôi có năng khiếu tự nhiên nào? Tôi thích làm gì? Đặc biệt là khi không có áp lực phải kiếm tiền từ việc đó. Khi nào tôi thấy bản thân mình sống có ý nghĩa nhất? Tôi tha thiết điều gì trong cuộc sống này? Điều gì khiến tôi cảm thấy thích thú? Tôi sẽ thay đổi thế giới như thế nào nếu có thể? Tại sao tôi muốn khởi nghiệp? Tôi khởi nghiệp để giúp ai? Tôi giúp họ được những gì thông qua việc khởi nghiệp kinh doanh của mình? Tôi sẽ giúp họ bằng cách nào? Bạn hãy nhìn lại những gì đã viết ra, thử tìm điểm chung của những câu trả lời xem, thử chiêm nghiệm xem các câu trả lời dựa trên tài năng, đam mê và sở thích. Rồi bạn trả lời cho câu hỏi cuối cùng, sứ mệnh của tôi là gì? Thứ hai, viết nhật ký hay độc thoại nội tâm. Việc viết ra giấy hay độc thoại đều giúp bạn hiểu sâu suy nghĩ, tâm tư, cảm xúc của bản thân, giúp bạn cải thiện trí nhớ và giảm căng thẳng rất tốt. Nhưng quan trọng hơn, đây là cách bạn có tìm ra sứ mệnh. Khi đó, bạn hãy trả lời những câu hỏi như: khi còn nhỏ, mình đã ước mơ điều gì? Mình thích làm gì? Điều gì sẽ khiến mình thấy hạnh phúc? Mình vượt qua thời kỳ khó khăn bằng cách nào? Mình đã giúp đỡ người khác như thế nào? Mình muốn làm gì để đến cuối đời sẽ không hối tiếc? Với những thành viên trong cộng đồng SE, tôi thường xuyên đề nghị họ trả lời những câu hỏi: mình vào SE để làm gì? Mình mong muốn có được điều gì ở SE? Mình sẽ làm gì ở SE? Tham gia SE sẽ phục vụ cho việc đạt được sứ mệnh của mình như thế nào? Cuối cùng, hãy đi tìm cộng đồng của bạn. Hãy khám phá xem bạn phù hợp ở đâu, làm gì, cùng với người như thế nào. Khi bạn gặp người có cùng sứ mệnh, bạn sẽ cảm thấy mình như cá gặp nước. Bạn sẽ cảm thấy thích thú và thấy mình phát triển. Những cộng đồng như vậy có thể giúp bạn tìm ra sứ mệnh. Bạn có thể tham gia một nhóm tình nguyện, một lớp học phát triển kỹ năng mà bạn yêu thích, hoặc tham gia một cộng đồng có sứ mệnh hợp với bạn. Đối với những doanh nhân khởi nghiệp thì cộng đồng SE của tôi là nơi thích hợp, với sứ mệnh của nó là kiến tạo một xã hội học tập tràn đầy yêu thương, hạnh phúc, thịnh vượng, bình an. Chúng tôi kiên quyết không vì lợi nhuận trước mắt mà quên đi sứ mệnh của mình, không vì ham muốn nhất thời mà quên trách nhiệm đối với đối tác, không vì ham muốn nhất thời mà quên đi trách nhiệm đối với đối tác, khách hàng và xã hội. SE có mục đích chân chính và giá trị cốt lõi của riêng mình, luôn dồn toàn bộ nguồn lực để giúp đỡ cộng đồng. Nhờ đó, chúng tôi có động lực lớn lao để tiếp tục cống hiến cho đời. Lời kết thúc chương trình, tôi mong muốn các bạn hiểu rõ sứ mệnh là gì, sứ mệnh của một doanh nhân là gì, nhận thức được sức mạnh của sứ mệnh đối với bạn, một doanh nhân khởi nghiệp. Từ đây, các bạn bắt tay vào hành trình tìm sứ mệnh và sống với sứ mệnh của mình. Tuy hành trình đó có thể lâu dài, trăn trở và vấp váp, nhưng nó quá
quan trọng để bạn bỏ tâm lực và trí lực để hoàn thành nó theo những dẫn của tôi và sự hỗ trợ của các cộng đồng thích hợp với bạn, chẳng hạn cộng đồng FE. Ý thức sâu sắc về sứ mệnh sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời bạn. Tìm được sứ mệnh sẽ giúp cuộc đời bạn tươi sáng, tràn đầy cơ hội và động lực mỗi ngày. Sau khi tìm ra mục đích sống của mình, bạn cần hành động rất nhiều để đạt được nó. Và buổi học đọc sách hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý thầy cô và các bạn mạnh khỏe, bình an. Xin hẹn gặp lại buổi đọc sách lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.